Như vậy thì lời tiên tri của Đức Thầy, mà cái chỗ này là Đức Thầy tiên tri, rồi quý vị thấy là giọng cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu, trẻ nhỏ rã rời xa bố mẹ, sao còn tranh đoạt mãn mọi câu. Như vậy thì ông Phật ông tiên tri là cái virus này là từ nó sanh ra từ nước Tàu lẫn là Trung Quốc đó quý vị. Yeah. Quý vị thấy là ông Phật rõ ràng không? Như vậy thì giọng cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu, như vậy thì thành phố Vũ Hán, thủ đô của là nước Trung Quốc đó quý vị, một thành phố lớn nhất ở bên Trung Hoa, là như cái bãi Tha Ma, nó là hết trơn cái thành phố Vũ Hán. Quý vị thấy là ông Phật rõ ràng là ông Phật. Như vậy thì còn cái là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi đó, mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Như vậy thì nó sao tà tinh nó ăn sống nuốt tươi cái người nào mà không tu đó. Đó. Như vậy thì đó là đồng đạo mình gán nha. Lời ông Phật không nói là có, nhưng sớm hay muộn thì nó sẽ có xảy ra thôi. Bởi vậy là Đức Thầy cho biết là trời mở cửa đó là quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương nghe quý vị nhớ nha, đi đứng nửa lần đó, thêm tên tuổi là chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết nè, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạ dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ là ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, hồi thời Phật Tổ là bị nó rồi, bị nó khóa rồi đó. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tiến Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có buổi chiều đồng quê thân tâm thường an lạc. Và ngày hôm nay chúng ta hội ngộ tiếp tục cùng với Quỳnh Dũng qua một cái đề tài. Tiến Dũng sẽ hỏi và nhờ Quỳnh Dũng giải đáp, bởi vì cũng rất là nhiều bà con thắc mắc là trong sấm giảng của Đức Thầy cũng là thường hay xưng điên và có khi xưng khùng, cho nên là nhờ Quỳnh Dũng giải đáp hai câu này của Đức Thầy. Thầy nói là khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ. Vậy như vậy ba tớ là như thế nào mà điên khùng là như thế nào, thì nhờ Quỳnh Dũng giải đáp cho bà con được biết. Nam Mô Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn Đệ Dũng đặt ra hai câu giảng của Đức Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Kim Sơn Phật. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị đồng đạo và huynh đệ xa gần kính mến, nhân hôm nay Đệ Dũng thay mặt cho tất cả nhà mạnh thường quân đến đây để trợ giúp cho những bà con đồng đạo đang gặp tình cảnh khó khăn, đời sống rất là khổ sở như dịch bệnh hiện nay. Thì có xuyên qua về đôi điều đạo đức, đặc biệt là giáo lý của Đức Thầy, thì Đại Dũng có đặt ra câu hỏi là hai câu trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy đó. Thì Đại Dũng có thắc mắc đó là Đức Thầy dạy đó là khùng thời bá tớ một thầy, giảng dạy dễ đầy gõ việc thiên cơ. Thì thấy ý của Đệ Dũng thắc mắc á là khùng là ai, mà điên là ai, và thầy là ai, và tớ là ai. Thì trước khi Đệ Dũng trao đổi thì ngưỡng mong tất cả huynh đệ chú bác đồng đạo xa gần niệm tình quan hỷ và bổ chính thêm cho những gì mà Đệ Dũng đây còn thiếu sót, thì Đệ Dũng xin là nhận những cái lời mà đóng góp ý kiến của tất cả chú bác và huynh đệ đồng đạo xa gần. Đó là lời nói chân thành của Đệ Dũng. Thì xin thưa quý vị đồng đạo, thì Đức Thầy mình nó là ông Phật, thì ra đời đó cái danh hiệu Đức Thầy có rất là danh hiệu, như là cuồng sĩ, rồi cư sĩ, rồi tăng sĩ, rồi điên, rồi khùng, rồi lão đó. Thì cái điên khùng thì Đức Thầy vừa nói rồi đó, thì đó là lão đây dương định Phật tôn, lãnh cân thưởng phạt, chuyên môn giữ lành, đó là hai cái danh hiệu đó. Hay hoặc là vì bác ái nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa đó, thì những cái danh hiệu đó. Hay hoặc là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Dù gì Đức Thầy ra đời đó là Đức Thầy xưng rất nhiều là danh hiệu. Thì Đại Dũng xin nhắc lại là một vài cái danh hiệu đó để chứng minh đã vào cái chỗ mà đó là danh hiệu của Đức Thầy xưng trong sấm giảng. Thì để trở lại là vấn đề chính hôm nay,
Thì cái câu thứ nhất đó là Đức Thầy dạy đó là khùng thời ba tớ một thầy. Vậy thì là khùng là mình biết đó là ông Phật. Tại vì đó là Phật thầy Tây An xưng khùng quý vị. Đó. Bởi vì là thầy cho biết đó, khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Như vậy thì đó là Phật thầy Tây An là ngủ ở núi Sam ngày xưa đó là xuất hiện ở Tòng Sơn. Rồi dần dần là Phật thầy Tây An thời gian sau này đó là qua núi Sam là ở chỗ là Tây An đó là gọi là Phật thầy Tây An. Vậy thì đó là khùng đó. Nó thì đó là Đức Thầy cũng cho biết đó là bởi chữ khùng của Phật của thầy nghe quý vị, chứ chẳng phải của người lãng trí. Đó, chứ không phải là khùng điên như là phàm nhân quá học như mình là không biết gì hết. Mà vậy thành ra đó là cái khùng này đó là ông Phật, còn tớ là ai. Như vậy thì trước khi trao đổi qua cái câu giảng này đó, để Đại Dũng rút ra bốn câu kệ của Đức Thầy đó là cho ông Tổng Trấn Cù Lão Duyên đó quý vị. Thì là Đức Thầy dạy trong bốn câu này là có bốn vị, một ông thầy và ba ông tớ. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là Quỳnh Long Lộ Dĩ Năng Kỳ Diệu, xuất thế điều đình chữa hiểu tiên, danh sơn khai bút diệu sanh chúng, trung trực hòa nguy đại định thiên. Như vậy thì bốn cái câu này, bốn câu kệ này là Đức Thầy đã nói rõ để Đại Dũng là dẫn sự trước. Tại vì muốn gõ là ông thầy là ai, ông tớ là ai, thì cái này phải là dùng cái sự tướng là tướng pháp để chứng minh, để cho đồng đạo mình nắm rõ, chứ không phải là để Dũng trao đổi đây để cho quý vị chạy theo hình tướng, không phải nha. Rồi ai đó là xưng ông tớ, ai xưng ông Phật, ai xưng ông thần, ông thánh, ông tiên gì đó mình chạy theo là sai, không phải. Đó, như vậy thì để chứng minh vào cái chỗ mà cái tướng pháp đó, cái sự đó, thì cái câu thứ nhất đó là Đức Thầy là cho chúng ta biết đó là Quỳnh Long Lộ Dĩ Năng Kỳ Diệu. Tất nhiên đó, Quỳnh là vàng, Long là con rồng. Đó, Quỳnh Long Lộ Dĩ tất nhiên là ló đuôi. Đó, Năng Kỳ Diệu tất nhiên là sẽ mở ra một cái mối đạo là cực kỳ, nó là cực kỳ là kỳ diệu. Đó, tại vì cái ông Phật ra đời là dạy cho mình con đường giải thoát, mà không là năng kỳ diệu sẽ được. Năng là hay giỏi đó, kỳ diệu là mở ra mối đạo diệu kỳ, là hết sức là độc đáo. Như vậy thì đó, Quỳnh Long tất nhiên là cái tướng tinh của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Như vậy thì Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa cái tướng tinh của ngài đó là con rồng vàng, đó là Quỳnh Long. Như vậy thì Đức Thầy nói đó là Quỳnh Long tại thế gần sanh chúng nữa, có nhiều cái chỗ khác Đức Thầy nói là Quỳnh Long nó, hoặc là trong bài Hố Hồ Khoan Đức Thầy cũng nói là Quỳnh Long nữa. Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sanh nè, tất nhiên là nhắc lại cái tích của Cụ Trạng Trình. Nó Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sanh, Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế đó. Như vậy thì Quỳnh Long tất nhiên là rồng vàng, là tướng tinh của Cụ Trạng Trình, tất nhiên là ông tớ thứ nhất, là ông thánh đó, ông tớ thứ nhất. Đó là Quỳnh Long Lộ Dĩ, tất nhiên là Đức Thầy mới chỉ hé lộ trong cái sấm giảng như vậy. Ló đuôi tất nhiên là lộ ra một phần, lộ ra một phần tướng tinh của Cụ Trạng Trình như vậy để cho là tín đồ biết, chứ đây không phải Đức Thầy dạy tín đồ chạy theo cái tướng đó. Vậy thì lộ ra, tại vì Đức Thầy thể hiện vào cái thời pháp thuộc nó rất là khó khăn, cho nên có đôi khi Đức Thầy dùng cái pháp quyền tùy theo thời kỳ, tùy theo tình huống, tùy theo là thời buổi mà thầy ứng dụng đó, thầy quyền đó để mà che đi lờ đi con mắt của người pháp, để cho nó là Đức Thầy được là có đôi chút là thông thả để truyền đạo. Đó, ý là Đức Thầy khéo léo vậy mà nó còn kèm kẹp Đức Thầy đó. Như vậy thì đó là Quỳnh Long đó là Lộ Dĩ, chỉ hé lộ một phần thôi đó. Năng Kỳ Diệu, tất nhiên là năng là khéo đẹp, là hay giỏi đó. Kỳ Diệu là sẽ ra đời là dạy dỗ chúng sanh từ cái thời mà vua Lê ngày xưa đó, là phò là tiên sanh phiện hiển kiếp phò Lê Chúa đó, hậu truyền độ chúng cảm huệ ân. Vậy thì ngài ra đời sẽ mở ra
có dạy dỗ chúng sanh mở ra một cái mối đạo diệu kỳ. Nhưng mà diệu kỳ hơn nữa đó là ngài tiên tri. Bởi vậy là ở trong mà cái sấm giảng đó là quyển 3 Đức Thầy có nhắc lại cái lời tiên tri của cụ giảng trình: ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời lơi, là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi, trạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng chi. Như vậy thì cụ giảng trình tiên tri trước là trên 400 năm đó, trên dưới là 400 năm là ông thánh đó, là để nhị thế chiến ra đời, là năm rồng rắn nè, ngựa dê đó, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi, trạng trình truyền sấm mấy lời, có không quý vị? Đó là năng kỳ diệu đó, đó là diệu kỳ đó. Tại vì là một cái vị là thánh nhân ra đời để dạy dỗ chúng sanh, trên thông thiên văn hạ đạt địa lý trung quán dân sự, tiên tri tiên đoán hết những cái tai khổ cho chúng sanh tu đó. Đó là cái chỗ là năng kỳ diệu đó, đó lộ cho mình biết. Còn Đức Thầy mình á là dạy là cái chỗ đó là mèo kêu bá tánh lao sao. Đây là lời Đức Thầy nha. Hồi nãy là lời tiên tri của chân trình Đức Thầy nhắc lại. Còn này là của Đức Thầy cho quyển nhất nè. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh phia gà gái máu đào mới ngưng, nhịp đảo chánh pháp năm dậu. Gõ gàng không sai một mãi. Đó là lời tiên tri của cụ chặng trình của Đức Thầy chúng ta, hết sức là kỳ diệu. Như vậy thì đó, Quỳnh Long lộ dĩ năng kỳ diệu đó, đó là một cái ông tới thứ nhất. Đó là cụ chặng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông thánh. Như vậy thì đó là tới một vị thứ hai đó, đó là câu thứ gì, là xuất thế điều đình chữa hiểu tiên. Như vậy thì là xuất thế là xuống thế, điều đình là dần xếp lại. Tại vì chúng sanh là loạn lạc, chúng sanh là cái tâm là hung ác, cho nên là các ngài có trách nhiệm thể hiện xuống. Là tất nhiên là cái câu này là của ông Cử Đa. Như vậy thì thức xuất thế đó là xuất hiện xuống thế này, điều đình là dần xếp lại cái chỗ là an trị, đem lại cái sự mà an lạc cho tất cả chúng sanh. Điều đình chữa hiểu tiên, tất nhiên là đổi lại, chữa là đổi lại. Cái hiểu tiên là tất nhiên là ông Cử Đa. Tại vì đó trong là cái sấm tà lơn của ông Cử Đa có nói đó, là ở trần xưng hiệu Bãi Đa, cổ tiên đổi lại hiệu là Ngọc Thanh. Như vậy thì là Ngọc Thanh là hiệu ai là dám tranh, ai mà dám tranh đó. Như vậy thì cái ông tới thứ hai là ông tiên, là ông Cử Đa đó. Vậy thì đó là để chứng minh vào cái chỗ là Đức Thầy nói đó, là Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Còn cái chỗ mà cái sấm tà lơn của ông Cử Đa nói đó, là xuất thế điều đình, Đức Thầy nói là xuất thế điều đình chữa hiệu tiên. Tất nhiên là xuống thế điều đình là an sầm, là dằn xếp lại, là an trị lại, để mà dạy dỗ chúng sanh trở lại cái chỗ là cái tình thương, nó dằn xếp lại đó, là chữa hiểu tiên. Tất nhiên là ở trần cõi trần là xưng hiểu Bái Đa đó, nó là về non đổ lại hiểu là Ngọc Thanh. Như vậy thì đó là chữa hiệu tiên, tất nhiên là ông đổ lại là Ngọc Thanh là ông tiên đó. Bởi vậy đó là cái chỗ mà Đức Thầy nói đó, là cái trong cái sấm giảng Đức Thầy là hình như là trong cái bài Lộ Chúc Cơ Quyền đó, Đức Thầy cũng có nói mà là một câu là tiên trưởng đó. Nó là cái tiên trưởng, tất nhiên là cái hiệu của ông Cử Đa đó quý vị. Ông Cử Đa. Vậy thì hai ông tới rồi. Như vậy thì đó là danh sơn, câu thứ ba là danh sơn khai bút diều sanh chúng. Chứ danh đây tất nhiên là danh hiệu, sơn là tất nhiên Đức Phật Thầy đó, mà ông là Dương Thông của đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An đó, trong 12 ông đạo đó, là ông có là dịch nghĩa ra chữ Bửu hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy tin tưởng Phước Dư. Vậy thì là danh sơn khai bút diều sanh chúng, đây là Đức Phật Thầy Tây An, là ông thầy đó, là ông thầy, là ngày nay là Đức Thầy mình đó, là Phật Thầy Tây An tái sanh trở lại đó.
Là cái câu thứ ba là Đức Thầy cho biết là danh sơn khai bút diệu sanh chúng. Vậy thì ra Đức Phật Thầy Tây An ra đời, thị hiện ra đời để là trị bệnh và thuyết pháp, là có để lại là những là cái khuôn vàng thước ngọc để cho chúng sanh tu theo phái Bổ Sơn Khai Hương ngày xưa đó. Nhưng mà ngày nay là Đức Thầy là trở lại, mà Đức Thầy cho biết nay khùng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng bỗng lại có sông. Như vậy thì hết cái xác già của Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa trở lại cái xác trẻ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Như vậy thì cái chỗ đó là danh sơn khai bút diều sanh chúng. Như vậy thì Đức Thầy trở lại đây là danh sơn là Đức Phật Thầy Tây An, danh hiệu của Đức Phật Thầy Tây An. Đó, danh sơn khai bút tất nhiên là viết sấm giảng. Đó, viết sấm giảng thi văn toàn bộ. Mà Đức Thầy cho biết đó là phần sĩ tăng tay chống miệng kèn. Tay chống đây tất nhiên là nên phải tạm mượn cây ngồi viết đó, đặng tố trần tâm ý người xưa đó. Bởi vậy là cái chỗ mà Đức Thầy đó là danh sơn khai bút tất nhiên là sáng tác kinh giảng để độ đời. Khai bút là diều sanh chúng tất nhiên là dạy dỗ, diều dắt dạy dỗ. Đó. Bởi vậy thành ra đó là ở đây mình chỉ là chứng minh vào cái chỗ cái tướng pháp, là cái tướng để cho biết rõ là ông thầy là ai, ông tớ là ai thôi. Đó, là danh sơn khai bút là diệu sanh chúng, tất nhiên là ông thầy, ông Phật đó. Tất nhiên là thầy tổ chúng ta, Phật Thầy Tây An tái sanh trở lại là Đức Quỳnh Giáo Chủ, là thầy tổ chúng ta hiện nay. Đó. Còn câu thứ tư đó là Trung Trực Phò Nguy Đại Lĩnh Thiên, tất nhiên là cụ là Nguyễn Trung Trực. Đó, khi ngày xưa đó là cụ Nguyễn đó là chống pháp, nhưng mà cái sự chống pháp của ngài đó không được thành công, cho nên nó là ngài rất là trung can nghĩa khí đó, cho nên là người Pháp không có tài nào bắt ông nổi, cho nên là nó mới bày ra một cái kế là nó bắt mẹ của ngài và bắt 100 người dân vô tội ở Gạch Tà Niên, Gạch Giá đó, nếu mà nó đem ra đựng mà nó nguy hiếp cụ Nguyễn, nếu mà cụ Nguyễn đó là không chịu ra đầu thì nó sẽ giết mẹ của Nguyễn và đồng thời giết 100 người dân vô tội ở Gạch Tà Niên. Như vậy thì bắt buộc là cụ Nguyễn là phải ra mặt, nó là cho nó bắt. Nhưng mà ở đây đó nó bắt không phải là nó về để mà nó hành hạ, nó tra tấn hay hoặc là nó giết cụ Nguyễn. Tại vì nó bắt cụ Nguyễn để cho phục vụ cho nó, tại cụ Nguyễn rất tài, rất giỏi. Đó. Cho nên là thuyết phục cụ Nguyễn không được, dùng là chức tước nó là tiền tài vật chất nó để mà thuyết phục cụ Nguyễn. Nhưng mà cuối cùng cụ Nguyễn trả lời lại có cái chức nào mà chặt đầu tay cụ Nguyễn mới làm. Nó quý vị thấy trung can nghĩa khí đó, trung tinh tiết liệt đó, là không có ai bì với cụ Nguyễn được. Cho nên là người Pháp nó không có tài nào thuyết phục cụ Nguyễn được, cho nên là buộc lòng nó phải đưa ngài về Gạch Giá chạm. Nhưng mà khi chạm rồi đó thì quý vị biết là gớt cái đầu rồi của Nguyễn là lụm cái đầu gắn lên, ngó qua là cái thằng mà chạm đó. À, không, cái thằng mà ra lệnh đó, thằng cò gì đó là để Dũng cũng quên, là học máu chết tại chỗ. Còn cái thằng chạm đó là quản hồn quản vía la làng chạy rồi vài ngày sau cũng chết quý vị. Yeah. Đó là cái sự là quay thần của một vị là hiển thần đó, vị trung can nghĩa khí. Vậy thì bây giờ đó là cụ Nguyễn chết, miễu thờ đền dựng, kìa kìa các bậc công khanh miễu son tặc để đành đành chẳng sai. Hay hoặc là Nam Mô là trong cái bài mà cúi kính dâng hương đó, là quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần chứ vị sơn thần nữa quý vị. Vậy thì quan thượng đẳng đại thần đây là tất nhiên là ông vua ngày xưa là phong cho cụ Nguyễn đó là chức là quan thượng đẳng đại thần đó. Như vậy thì hôm nay là trong cái bài quy y đó, Đức Thầy có nhắc lại là mình phải quy y là nấu theo gương hạnh của là trăm quan các ngài. Đó, trong đó có cụ Nguyễn là quan thượng đẳng đại thần, là chư quan cựu thần chỉ vị sơn thần, được một vị thần đứng đầu trong tất cả các vị thần. Vậy thì đó là cái tài là trung can, đó là cái lòng trung can nghĩa khí của cụ Nguyễn, thà chết không bất phục không đầu pháp. Đó. Như vậy thì khi cụ Nguyễn chết rồi đâu có mất đâu quý vị.
Khi mà Đức Thầy dẫn đó, là Đức ông đi lên núi Tà Lơn, chứng kiến là Đức Cố và cụ Nguyễn ở trên đó. Các ngài đã ẩn về đó tu. Bởi vì là sống làm tướng, thác làm thần, không có mất. Như vậy thì Đức Thầy biểu mình phải quy y theo mấy ngài là tu hiền theo Phật đạo, tức như là noi gương theo cái gương hạnh của là trăm quan các ngài đó, để lại cho mình một cái gương nó để mình noi theo, để bảo tồn là gian sang tổ quốc khi mà nước nhà có nguy biến. Đó, hay tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở đó, Đức Thầy dạy mình như vậy. Thì vừa qua thì Đại Dũng cũng là nhắc lại, cũng là rút bốn cái câu giảng của Đức Thầy là trong cái bài là cho ông tổng trấn Cù Lao Viên đó, thì Đức Thầy có nhắc lại là bốn câu giảng đó để đem ra trao đổi cùng với quý vị đồng đạo. Là Đức Thầy dạy là trong cái bốn câu này là có là bốn vị đủ hết nghe quý vị. Đó, tức là không thiếu vị nào hết. Tại vì đó là thầy và trò, tất nhiên là khùng thời ba tớ đó, là khùng á, là thầy rồi là ông Phật đó, còn ba tớ là ông tiên, ông thánh, ông thần, có đủ hết nghe quý vị, để mà giúp nước phò dân, để mà cứu an bá tánh trong một thời kỳ là pháp thuộc đó, trong một thời kỳ là chúng sanh đang bị là đất nước Việt Nam mình bị là người Pháp đô hộ, là cai trị là trên dưới là 100 năm. Như vậy thì đó là các ngài đó là khi mà hết là nhiệm vụ rồi, xong cái trách nhiệm của bổn phận, thì các ngài đó là trở về cái nơi cái quả vị của ngài mà an dưỡng, để mà tu tỉnh tiếp, để mà cầu là giải thoát. Vậy thì Đức Thầy còn nhắc lại những cái gương này để chi, để cho tín đồ noi theo đó, để mà học gương hạnh của các ngài, để mà làm tròn phận sự của một công dân đối với đất nước, một người tín đồ ngoan đạo đối với thầy tổ đó. Thì qua bốn cái câu này thì Quỳnh Long lộ dĩ năng kỳ diệu, sức thế điều đình chữa hiệu tiên, danh sơn khai bút diều sanh chúng, trung trực hò nguy đã lên thiên. Đại Dũng rút bốn câu giảng này để chứng minh và trong đó có bốn vị hết, một ông Phật và ba ông tớ, ba ông trò. Như vậy thì đó là câu đầu, Đại Dũng cũng xin là khép lại để mà trở lại chỗ cái lý chút xíu thôi. Cái phần này thì để nhắc lại một cái lý chút xíu thôi. Tại vì đó là Đức Thầy đó là dạy mình đó là trong đó là có bốn cái quả vị hết quý vị. Vậy thì dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Vậy thì nước nhà long nguy loạn lạc thì mình làm tròn trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, sống làm tướng thác làm thần, đó là một vị thứ nhất. Đó, có quả vị thứ nhất. Còn quả vị thứ hai đó, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Cõi trần này chúng ta không tham luyến, đó, không chạy đuổi theo danh lợi, đó, tủ sắc tài khí là bực thánh nhân, đó, vượt trội trên phạm gian này. Đó là một ông trò thứ hai. Còn một vị thứ ba đó là ông tiên đó, thì Đức Thầy dạy phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê. Như vậy thì trọn đời mình làm phước, làm lợi ích cho mọi người, làm lành lánh dữ, thì khi là thác là cái non tiên đang chờ sẵn chúng ta cái quả vị. Còn ông Phật đó thì Đức Thầy dạy làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Cái gì làm chân chánh, không sai không sái vào cái chỗ mà đạo đức, nó làm chân chánh, nó giúp ích thương xót tất cả dạng loại, đó là khi bỏ xác này là cái quả vị Phật là không mất đó. Như vậy thì để chứng minh lại là Đức Thầy dạy mình đó là cái chỗ mà cái bốn cái quả vị này đó là Đức Thầy dạy mình đó là phải gán, là phải học tập noi gương của là các ngài, để mà ngày sau để mình đó là chứng cái quả vị cũng giống như ngài. Tại vì đó Đức Thầy dạy mình đó là trong đây đó là bốn cái quả này là coi tùy theo căn cơ, tùy theo tình trình độ của tín đồ tu học để mà chứng cái vào cái quả vị mà mình đã tu tập đó. Đó.
Thì thôi cái câu đầu để Dũng cũng xin là cho qua cái câu thứ nhất là như vậy. À, còn thấy cái câu thứ là thứ hai. Giảng dạy dễ đầy rõ việc thiên cơ. Rồi. Thì giảng dạy dễ đầy là rõ việc thiên cơ. Như vậy thì đó là cái chỗ là Đức Thầy cho biết là Thầy lộ ra hết. Giảng dạy là Thầy nó giải nói hết. Đó, Thầy lộ thiên cơ. Như vậy thì đó là cái chỗ đó là thiên cơ, là Đức Thầy tiên tri những cái sự là khổ đau. Đó, mà Đức Thầy cho biết đó là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy thì cái chỗ là giảng giải giải đầy rõ việc thiên cơ là Thầy lộ những cái tai khổ của chúng sanh sẽ là gặp. Thì từ cái lời tiên tri của Đức Thầy trải dài về đến hiện nay đó, quý vị thấy là trải qua được biết bao nhiêu những cái chuyện mà dịch bệnh nó lạ kỳ đó. Tự nhiên cái là đương không vậy đó, là ngã ngang là cái ngoẻo đầu chết cũng có nó. Rồi những cái dịch bệnh mà heo tai xanh nè đó, rồi cái bệnh gì đó là bệnh dịch tả Nhật Bản hay là dịch tả châu Phi gì đó quý vị, rồi dịch cúm gia cầm H5N1 gì đó, tất cả vân vân đó, là những cái lời là Đức Thầy là tiên tri trước nó, là cái chỗ mà Thầy lộ thiên cơ là nói về cái chỗ mà bệnh đau đó. Rồi Đức Thầy cho biết là mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai đó, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Như vậy thì cái chỗ là đối đau chết chóc đó, Thầy nói trước. Cũng như Đức Thầy nói đó là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương thao thiết, trần với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mấy tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xảo nên cấp chốn. Vậy thì những cái Thầy lộ thiên cơ là nói những cái là bệnh đau chết chóc của chúng sanh. Để Dũng cũng nhắc lại lời dạy của Đức Thầy để chứng minh cho câu thứ nhất là bốn cái quả vị đó. Là Đức Thầy cho biết là kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đây là một đoạn để chứng minh về bốn cái quả vị là Phật Tiên Thần Thánh, mà câu thứ nhất. Thì để tiếp tục cái câu thứ nhì đó là câu thứ nhì đó là giảng dạy dễ đầy gõ việc thiên cơ. Thì câu thứ nhì này tất nhiên là Đức Thầy giảng dạy, Thầy nói ra là lộ thiên cơ để cho mình biết những cái sự tai khổ của chúng sanh sẽ gặp vào cái thời kỳ sau này, trả dài dài về sau. Mà khi Thầy vắng mặt rồi đó thì Thầy cũng là cho biết tiên tri trước những cái sự tai khổ. Mà trong cái tai khổ này đó không có gì ngoài hơn, đó là tám cái thứ nạn đó quý vị. Mà trong sấm giảng Đức Thầy có để lại là nói cho chúng ta biết là tám cái thứ nạn đó mà thời kỳ sau này là chúng sanh sẽ gặp, sẽ đương đầu đó. Như vậy thì đó là tám thứ nạn này tất nhiên là cái bát nạn mà Đức Thầy cho biết đó là dương trần thường bạc như voi, đến gặp cơn bát loạn mới hồi tâm hung. Bát là tám, mà loạn tức là loạn lạc, là tai khổ của chúng sanh, là tám cái thứ nạn. Như vậy thì đó là qua nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy đó, là để Dũng thấy là Đức Thầy có lộ cho mình biết những cái tai nạn là sắp đến, là chúng sanh sẽ đương đầu và nhận lấy những chúng sanh nào không tu đó quý vị. Thì Đức Thầy cho biết là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy thì cái chỗ mà Đại Dũng nói là thời kỳ hiện nay đó quý vị, là trao đổi với quý vị là thời kỳ hiện nay, hiện giờ đây là dịch là Covid-19 đang hoành hành toàn thế giới, mà chúng sanh nhân loại đang là
gánh lấy những cái hậu quả của dịch bệnh. Như vậy thì tất cả nhà khoa học tiên tiến nhất thế giới hiện nay cũng là đang đau đầu đó quý vị, đang tìm cách tìm cái phương thuốc để mà chích ngừa, ngăn ngừa dịch bệnh. Nhưng mà đó là hết Covid-19 rồi chuyển qua là Corona. Hết Corona rồi bây giờ đến là Delta. Quý vị thấy là con virus này nó diễn biến, nó chuyển đổi. Nhiều cái là cái vi trùng, là cái virus đó là khoa học là chạy theo nó không kịp. Như vậy thì đó là Mỹ và tất cả các nước là như Trung Quốc và Nga, Brazil, Ấn Độ và Indonesia. Đó là tất cả các nước này là đang là bị là tai khổ rất nặng. Và Việt Nam chúng ta hiện nay cũng vậy đó quý vị. Việt Nam mình hiện nay là trên 100.000 người rồi quý vị ơi. 100 mấy chục ngàn người rồi. Đó. Như vậy thì như lời tiên tri của Đức Thầy, mà cái chỗ này là Đức Thầy tiên tri rồi quý vị thấy, là giọng cầu bệnh tật nổi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu, trẻ nhỏ rã rời xa bố mẹ, sao còn tranh đoạt mãn mọi câu. Như vậy thì ông Phật ông tiên tri là cái virus này là nó sanh ra từ nước Tàu lẫn là Trung Quốc đó quý vị. Yeah. Quý vị thấy là ông Phật rõ ràng không? Như vậy thì giọng cầu bệnh tật nổi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu. Như vậy thì thành phố Vũ Hán, thủ đô của là nước Trung Quốc đó quý vị, một thành phố lớn nhất ở bên Trung Hoa, là như cái bãi tha ma, nó là hết trơn cái thành phố Vũ Hán. Quý vị thấy là ông Phật rõ ràng là ông Phật. Như vậy thì còn cái gì nữa mà mình không tin? Đó. Như vậy thì cái khổ thứ nhất, là cái nạn thứ nhất là cái dịch bệnh. Đó. Mà để Dũng vừa nhắc lại là cái thầy tiên tri đó quý vị, để cho mình có cái chỗ là cái lòng tin, một cái điểm dựa nương vào giáo lý Đức Thầy đây mà đồng đạo bà con cô bác xa gần đó có nghe được là cái lời trao đổi của đại Dũng đây, thì gắng lập công bồi đức, đó là tích lũy, là phước đức để mà ơn trên là xây chuyển che chở cho mình, để là mình có được một cái chỗ là cuộc sống nó an vui. Quý vị thấy là tại sao mà những cái chỗ là dịch bệnh là rất nặng như là hai thành phố lớn ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh mình hiện nay đó, rồi trước nữa là ngoài thủ đô Hà Nội, quý vị thấy bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tại vì nhân quả không quý vị ơi, ở thành phố không phải là dân chúng ở thành phố, mà tất cả các công dân ở tất cả các tỉnh thành khác đổ xô gì đó. Tại vì đó là cái quả nó mùi, cái nghiệp nó hút, cho nên là phải chở gì đó, tập trung gì đó để mà gánh lấy những cái quả của mình đã gây tạo, tại mình không có tu đó. Bởi vì Đức Thầy nói đó là trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả âm mì biết bao, thỏa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Như vậy thì cái người nào tu hiền đó là sẽ được là thỏa mãn, sẽ được an vui vào cái chỗ mà Đức Thầy cho biết là gồm một nơi sửa sang tiêm tất. Cái người nào có tu hiền là ơn trên xây chuyển sẽ bảo vệ che chở cho mình, đành rằng là mình sống có cái chỗ là nó thiếu hụt, không được bình thường, nhưng mà cái chỗ là nó được cái an vui, là không là có dịch bệnh nó hoành hành. Nó là cái người nào mà có tu đó, không tu trường khổ cung ưng đó quý vị, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Đó là cái nạn thứ nhất mà Đức Thầy đã cho mình biết, đó là cái nạn mà dịch bệnh. Như vậy thì đó là lớp đau chết kể thôi vô số, không thể tính đếm. Vô số là không thể tính đếm quý vị. Nhưng mà mới mở màn thôi quý vị ơi. Đây là ông Phật ông mới mở màn thôi đó, tiên tri trước nha. Đồng đạo mình, bà con cô bác mình phải gắng nghe lời dạy của thầy đó. Tới chừng đến việc là kiếm thầy khó ra. Như vậy thì bây giờ mình phải nương theo đây tu đi. Đó, lớp đau chết kể thôi vô số rồi. Như vậy thì cái chỗ mà đau dịch bệnh này chết đó là nhà cái nước ngoài đó, quý vị thấy là Ấn Độ, Mỹ đó, là máy móc múc lên chôn tập thể hoặc là đốt tập thể, không có thể nào, không có đất nào mà chôn cho kịp. Quý vị thấy đi, là biết bao nhiêu con người ta đó,
Như vậy thì đó là quý vị thấy, để đây Dũng đọc lại một đoạn giảng của Đức Thầy để chứng minh là cái chỗ mà chết mà không kịp chôn, hoặc là thiêu tập thể, chôn tập thể, mà Đức Thầy cho biết một đoạn này, hai câu. Hố sâu chất chứa người bạc ác, hang thẳm chôn chồng kẻ thiết tha. Như vậy thì đó là chôn tập thể, chôn hang chôn hố không quý vị, máy móc ủi rồi lắp lại chôn thôi. Quý vị thấy là cái sự là ông Phật ông tiên tri. Như vậy thì đó là giảng giải giấy đầy đó quý vị, là gõ việc thiên cơ. Đây là thầy lộ thiên cơ nói cái chết của chúng sanh. Cơ là mái, thiên là trời đó quý vị, là nói đến cái mái trời, là nói cái chết của chúng sanh. Như vậy thì ông Phật ông lộ thiên cơ trước để cho mình tu đó, biết cái sự khổ đó, là tai nạn. Vậy thì đó là cái dịch bệnh thứ nhất, tất nhiên là cái một cái nạn thứ nhất để Dũng xin phép cho qua. Rồi kế nữa đó là thêm tà ma đó, yêu quái chật đường. Như vậy thì cái nạn thứ nhất đó, cái này là đại Dũng chỉ là nhắc giảng thầy chứng minh thôi nha, cái này chưa có tới, đại Dũng không dám bàn nha quý vị. Nhắc lại giảng thầy để chứng minh thôi, là đớp đau chết kể thơ vô số là có rồi, và hiện nay là có rồi đó, đó mình dám bàn. Còn cái là thêm tà ma yêu quái chật đường, vậy thế này chưa có thấy, mình không dám bàn, đại Dũng không dám bàn nha quý vị. Để nhắc giảng thầy để chứng minh thôi, là Đức Thầy nói đó, là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi đó, mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Như vậy thì đó, sao tà tinh nó ăn sống nuốt tươi cái người nào mà không tu đó. Đó, như vậy thì đó là đồng đạo mình gán nha, lời ông Phật không nói là có, nhưng sớm hay muộn thì nó sẽ có xảy ra thôi. Bởi vậy là Đức Thầy cho biết là trời mở cửa đó, là quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương nha quý vị nhớ nha, đi đứng nửa lần đó, thêm tên tuổi là chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết nè, ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạ dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ là ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, hồi thời Phật Tổ là bị nó rồi, bị nó khóa rồi đó quý vị, mà cũng không rúng động nặng ngày, nên cố gắng khóa đời mãi mãi. Như vậy thì đó là còn một nạn nữa đó nha, nạn thứ hai đó đó là tà ma yêu quá chật đường nha quý vị. Vậy thì mình gán là tu để tránh là những cái sự mà tai khổ kế tiếp, đó là cái nạn thứ hai. Vậy thì tới cái nạn thứ ba đó là Đức Thầy cho biết là nước dưng, và cái nạn thứ tư là lửa cháy. Như vậy thì Đức Thầy cho biết ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Ách trời nạn nước mà thình lình tự nhiên là nó nổi lên mà đỡ không kịp, ví dụ mình nói gì đó. Cũng như là cái những mà cái trận sóng thần, cái gì có rồi bàn sơn chút, cái gì xảy ra rồi bàn sơn chút, cũng như Nhật Bản, nó là cái thảm họa bên Nhật Bản quý vị thấy, là ách trời nạn nước thình lình rõ ràng rồi đó, là người hung cứ mãi chống kình giữ ta. Như vậy thì nó vượt qua là khoa học tiên đoán không được quý vị, giàu cho tiên đoán nhưng mà nó ngăn chặn cũng không được, tại làm sao ngăn chặn với mẹ thiên nhiên được quý vị. Đó, như vậy thì những cái lời ông Phật ông tiên tri là có rồi, cái này là ách nạn nước là có rồi đó, ách trời nạn nước thình lình đã có rồi ha, là người hung cứ mãi chống kình giữ ta. Nói ông này ông nói cái gì đâu mà không có ách trời nạn nước thình lình, không có tin đâu. Đó, như vậy thì đó là cái chỗ mà ông Phật ông tiên tri có đôi khi là mình không tin, mình không nghe. Đó, người hung cứ mãi chống kình với ta nè, nói là khinh bỉ, nói không tin. Đó, như vậy thì đó cái chỗ là cái nạn nước này thì đã có rồi. Đó, mà cái chỗ khác là Đức Thầy nói đó, đến chừng đó cái nạn này mới ghê tởm nha quý vị. Đến chừng đó là phong ba biến chuyển. Đó, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Có nhiều cái mẫu chuyện mà Đức Thầy là tiên tri là nói đó cho tín đồ biết đó, tất nhiên là ông Biện Đài đó, hoặc là tất cả những cái đồng đạo mà tín đồ ngày xưa Đức Thầy đi mà dẫn đi du sơn đó, về miền bảy núi đó, là trên mỏ ông két Đức Thầy đó ngồi nhìn. Trên là mỏ ông két là Đức Thầy nói chừng nữa nước ngập tới đây quý vị thấy. Rồi Đức Thầy nói có mẫu chuyện đó, Thầy nói là nước ngập là hút khỏi cây dầu của tổ định đó. Quý vị thấy còn gì là nhân loại chúng sanh. Đó, đó là cái nạn đó là Thầy tiên tri đó là tẩy trần đó nha quý vị, đồng đạo mình gắng lưu ý nha. Đó, đến chừng đó là phong ba biến chuyển đó, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong.
mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Cái người nào mà ác gian, nó làm gian làm ác đó, đến chừng đó là Phật với trời là thầy là cứu không được đâu. Như vậy thì cái người nào tu có cứu được không? Có. Như vậy thì cái mẫu chuyện này Đức Thầy đó là có lộ cho ông Út là biết đó. Rồi Đức Thầy mới nói vậy nè: ông Út đừng có lo. Ông Út nói như vậy nữa chết hết sao thầy? Cái này là để người cũng nhắc tắt tắt thôi nghe quý vị, không có thời gian. Rồi Đức Thầy mới nói đó: ông Út đừng có lo, cái người nào tu đó nữa có Văn Thù Bồ Tát cứu. Mà Đức Thầy cho biết là Văn Thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Đó. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy dạy cho mình làm gì? Là tu hiền chân chất. Đó. Làm công tác từ thiện xã hội, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác đó quý vị, biết rửa tấm lòng cho trong sạch. Vậy thì nữa là có Phật tiên thần thánh cứu, có ơn trên cứu mình. Đó, mà đặc biệt là Đức Thầy nữa là không bỏ mình đó, Đức Thầy cứu mình. Như vậy thì đó là cái nạn thứ ba. Và tới cái nạn đó là thứ tư là lửa. Mà Đức Thầy cho biết nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến phe khoang, đến nay là buổi tai nạn. Quý vị thấy là tới chừng đó nó là thầy nói là tẩy trần đó, cái nạn lửa này đó là dòm lừng trời, lửa cháy liên miên nghe đồng đạo. Đó là bà con, Đức Thầy cho biết là dòm lừng trời, lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, không còn gì đâu, nhà cửa nhà lầu xe hơi đồ tài sản tiêu hết không còn quý vị, tiêu điều sản vật điền viên mà. Rồi Đức Thầy chừng đó mới thần thông biến hóa dưới miền Trung ương là ngay chân chỗ Thất Sơn đây, đặc biệt là tỉnh An Giang là dùng Thất Sơn. Đó, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền Trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm vương được chừng. Như vậy thì đó là cái kẻ nào mà không tu đó, cái người nào mà không tu đó thì chừng đó là đối đầu dưới là diêm vương. Còn cái người nào tu đó thì là được là nhìn đó là tất cả là Phật tiên thần thánh. Đó mà Đức Thầy cho biết nè, diêm phù chơn chúa, diêm phù chơn chúa chọn người tu nghe quý vị, chọn người tu thôi. Rồi hành phạt ác hung chốn cửa tù. Đó, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, bớ hỡi dương trần hãy ráng tu. Đó. Bởi vậy thành ra đó là vì cái từ mà cái chỗ mà cái chúng sanh không tu đó, chừng nữa bốn cái thứ nạn này nó tránh không khỏi quý vị ơi. Để Dũng chỉ nhắc sơ về giảng Đức Thầy để chứng minh thôi. Đó là bốn cái thứ nạn rồi đó. Đó. Nạn bệnh nè. Đó. Rồi là cái nạn là yêu tinh nè. Đó. Rồi cái nạn nước, nạn lửa. Bốn thứ nạn. Rồi còn bốn thứ nạn nữa. Như vậy thì đó là Đức Thầy đó là cho biết là cái nạn kế tiếp nữa đó là cái nạn đói và cái nạn lạnh mà chết với gì? Đói lạnh. Đối lạnh. Bởi vậy thì là Đức Thầy cho biết là cái nạn đói này đó, nạn đói lạnh này trải dài đó là đến 5 năm, đến cái ngày chung cuộc luôn. Mà Đức Thầy cho biết đó, 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử. Tất nhiên là lục ngoạc, 5 năm mà lục ngoạc tất nhiên là 6 tháng nữa đó. 5 năm mà 6 tháng. Cơ là đói, chứ hàng là lạnh đâu quý vị. Như vậy thì nhân loại chúng sanh sẽ trải qua cái đói và cái lạnh này nó trải dài đến 5 năm. Mà Đức Thầy đó là lộ trong cái sấm giảng đó, là Đức Thầy nhắc lại để Dũng vừa nói đó, vừa nhắc lại đó trong giảng Đức Thầy đó, là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử. Đó. Chứ cơ là đói, chứ hàng là lạnh. Nó thử là lúa gạo đó, không có lúa gạo ăn là đói chết đó quý vị. Như vậy thì là ngũ niên diễn lự cơ hàng nữa. Cái ngũ niên cũng là 5 năm. Diễn lự cơ hàng. Cơ là đói, hàng là lạnh đó đó. Bởi vậy bây giờ mình không lo tu đó, chừng nữa là mình khó mong mà lo xa. Diễn lự là lo xa đó. Lo xa lo không kịp đâu. Bây giờ ông Phật ông giải tu nè mà không chịu tu. Vì thì đối chừng đó, chừng đối đầu đó thì khó kiếm điên khùng. Nó nghe điên dạy sau này thôi thảnh. Và thật sự nghe ông Phật dạy thì quý vị là được là hưởng là những cái niềm vui. Mà Đức Thầy cho biết nè, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa,
ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hẳn quán. Đến ngày chung cuộc thầy trở về Lộc Hội Long Hoa rồi đó. Ở bên là thế giới Tây Phương Cực Lạc, bên kia có cái gì? Bên đây Đức Di Lạc là có cái nấy để ban thưởng cho mình. Nó là ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa nè, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc nè. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, rồi dưới đây đó là quân thần phụ tử khải hoàng ca đó. Tất nhiên là thầy trò tôi chúa cùng nhau gặp chung cuộc đó, thì là khắp hết thế gian thoát chốn tù đó quý vị. Thầy trò tôi chúa cùng nhau gặp thì khắp hết thế gian thoát chốn tù. Như vậy thì đó mình gắng tu nha đồng đạo huynh đệ mình. Chừng nữa mà cái lạnh cái đói này đó là trải dài đến là 5 năm 6 tháng mà Đức Thầy đó lộ trong cái sấm giảng mà để Dũng vừa nhắc là để chứng minh đó, thì cái này đó là mình không có dám mà bàn là không biết đến chừng nào, nhưng mà thầy nói là chắc là mình tin là có quý vị ơi. Tại vì thầy tiên tri là có những cái việc mà nó xảy ra rồi đó, thầy có rồi đó. Như vậy thì là 6 thứ nạn rồi đó quý vị. Rồi đến là cái nạn thứ 7 là cái nạn gì? Cái nạn thứ 7 đó là cái nạn là ác thú, mà Đức Thầy cho biết hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Đó, như vậy thì đó là nửa sau này đó là ác thú nó muôn bày, mà lớp nó bay ở trên trời, lớp nó chạy dưới đất, tránh không có khỏi quý vị. Đó, như vậy thì đó là cái chỗ đó là mình đó làm gian làm ác, là sau này đó tới cái nạn mà ác thú mà tránh không khỏi. Nhưng mà ghê tởm nhất là cái ác thú gì của đồng đạo mình, bà con mình biết không? Cái con nghiệt thú đó mà Đức Thầy cho biết đó là thâu cho được con long ác nghiệt đó quý vị, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Con long ác nghiệt đây tất nhiên là ông Năm Chèo đó, mình thường biết mà, nó trong là phái hệ Bổ Xương Kiền Hương ai cũng thường là biết là cái điển tích, cái sự tích của ông Năm Chèo là do là đệ tử của Đức Phật Thầy Thái An Động Đình Tây ông nuôi đó quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là thâu cho được đó, con long đó đó ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu. Còn cái đoạn này trong quyển nhất Đức Thầy đã lộ cho mình biết nữa nè: mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi chở ngược đến rài dầm nao, dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Như vậy thì đó cái mẫu chuyện chung quanh Đức Thầy đó, thì cái đoạn giảng này Đức Thầy đó là chỉ rõ cho cái chỗ là cái nơi mà con cái nghiệt thú này nó ẩn đó, nó ẩn nó tu đó quý vị. Nó ẩn là con sông dầm nao, con sông nước chảy dòng cầu đó, ở trên mà máy bay mình dòm xuống đó là nó có cái dòng cung vậy nè, rồi con sông dòng cầu, để Dũng chỉ nói tắt tắt vậy thôi. Là và bà con mình cũng biết rồi, ở miền dòng sông Cửu Long Giang này ai cũng biết là con sông dầm nao đó, là con sông dòng cầu đó. Như vậy thì đó là sau này Đức Thầy có mẫu chuyện Đức Thầy nói đó, chừng nữa mà sau này đó nó nổi lên rồi đó, là đến chừng mà nó sấm nổ rồi đó là làm cho nó rùng mình đó ha, là tất cả đất được sụp hết nó, cái cù lao kết đó nó sụp đó, sông dầm nao đó nó. Nhưng mà nó lớn quá, Đức Thầy nói nó lớn quá để Dũng kể tắt tắt thôi nghe quý vị. Thì quý vị mình trong tín đồ là của Đức Thầy Bổ Sơn Kỳ Hương này ai cũng biết cái những cái mẫu chuyện này rồi, chung quanh Đức Thầy đó, thì để Dũng cũng nhắc tắt tắt thôi để chứng minh thôi. Thì Đức Thầy nói đó thì sau này nó nổi lên rồi nó ăn một lần 500 người, nó nuốt một lần 500 người, cái hụp lên nó một ngày nó không biết nó nổi lên, nó hụp xuống không biết bao nhiêu lần để sát phạt những người hung đó quý vị. Như vậy thì đó là tới chừng nó ăn no rồi ha, nó cắn nó khẩy nó bỏ, là Đức Thầy nói chừng nữa bà con mình ai có tu ha, đứng ở trên mà dòng sông dầm nao đi dòm thấy ông Năm Chèo sát phạt đó, là thay đó là nó trôi là nó tấp bèo hết trên sông hết đó. Như vậy thì mình đồng đạo mình gắng tu đó, đến cái chỗ mà cái hổ lang ác thú muôn bày đó, chứ là cái chỗ mà sát phạt của ông Năm Chèo sau này đó, cái nạn ác thú thì Dũng chỉ chứng minh hai đoạn giảng đó thôi, để kế tiếp là cái nạn cuối cùng. Như vậy thì đó là cái nạn cuối cùng là cái nạn gì? Đó là cái nạn chiến tranh. Chiến tranh. Như vậy thì đó Đức Thầy cho biết đó
là khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tới chừng đó mà mình chết rồi, ông Phật ông dòm thấy rơi nước mắt đâu gì. Như vậy thì đó, đến chừng đó là bốn phương có giặc. Đó. Như vậy thì khắp thế giới binh lương cũ túc, khắp thế giới là hết trơn, hoàn cầu, khắp thế giới. Binh là lính, lương là lương thực, cũ là đủ. Ủa là cũ là dụng cụ binh khí đó. Đó, túc là đủ. Như vậy thì nước nào cũng chuẩn bị sẵn. Bây giờ quý vị hàng ngày đó là nước nào cũng là chế nào là quả tiễn liên lục địa nè, rồi là tên lửa đó, là những cái thứ mà binh khí mà chết người không đó quý vị. Đó, họ chuẩn bị sẵn gì vậy đó, cũ túc mà đủ hết để chờ đó, chờ gì thì nữa mình biết nha, thì cũng không dám nói. Như vậy thì đó là cái chỗ mà khắp thế giới binh lương cũ túc đó chuẩn bị hết trơn, ở nước nào cũng chuẩn bị hết trơn quý vị ơi. Nước này nó chế ra nó bán như nước khác. Nhưng mà họ nói đó, họ đi đi họp Bali đó là để mà giao hòa giao hảo nhau, thật sự là không giao hòa được đâu quý vị. Nếu mà giao hòa họ chế binh khí nó bán cho ai? Binh khí này sử dụng để làm gì, mục đích gì? Có phải là do cái lòng tham của con người không quý vị? Đó. Bởi vì Đức Thầy nói nè, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trời. Quý vị thấy Thầy diễn một đoạn, một đoạn trong cái luận về đó là tam nghiệp đó. Đó, quý vị thấy luận về cái chỗ mà cái lòng tham con người đó, cái ác là tham đó quý vị. Như vậy thì đó là họ chuẩn bị cái đó để mà tàn sát nhân loại chúng sanh thôi. Đó, mà cứ là mở ra là họp thì nói là giao hảo với nhau, thật sự là không phải đâu quý vị. Đây là Dũng, là quý vị là nhà những người là trí thức, có cái chỗ là hiểu biết sâu rộng hơn Đại Dũng nữa, thì quý vị đã cũng biết rồi, có rằng thế giới hiện nay tại sao nước này đánh nước kia, đánh bom liều chết, là có phải vì lòng tham của một là nhóm người, của một quốc gia, của một đẳng cấp xã hội không quý vị? Họ tàn sát loài người đó, không cho muốn ai là sống sanh cùng với họ cả, Đức Thầy nói vậy đó. Như vậy thì đó là tới cái nạn mà chiến tranh này đó quý vị, đó là khắp thế giới binh lương cũ túc nha, Đức Thầy tiên tri đó, để người mình xem bây giờ nó hàng ngày thế giới nó diễn biến đó. Bây giờ là tất cả các nước đương gây hấn với nhau, quý vị xem là đài đồ đó nó có nói đó. Thì đây Đại Dũng chỉ nhắc vậy thôi, thì không có dám bàn chừng nào là nó đến, thì Đại Dũng không dám nói nha quý vị, không dám bàn, chỉ chứng minh giảng thầy thôi, trao đổi cùng quý vị đồng đạo. Như vậy thì cái chỗ mà Đức Thầy đó là cho mình biết đó là cái nạn cuối cùng này, tất nhiên là cái nạn là chiến tranh giặc giả đó quý vị. Đến chừng đó bốn phương có giặc, đông tây nam bắc chỗ nào cũng có hết, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, hoàn cầu là toàn trên bốn biển năm châu này hết. Vậy sớm mau kiếm chữ Maha, Maha là đại đạo đó quý vị, kiếm cái đạo tu ngang thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Như vậy thì đó mình kiếm được cái đạo đức mình tu đó, thì mình tránh đi những cái tám cái thứ nạn này đó. Mà tám thứ nạn này nó để Dũng vừa dẫn chứng qua dạng Đức Thầy đó, thì ví dụ là tất cả các hạng trí thức là các người đó tâm đạo thâm sâu về cái giáo lý Đức Thầy đó, thì có cái điều gì thì cứ bổ sung thêm cho em cháu, cho Đệ Dũng, để Đệ Dũng là học hỏi và hiểu biết thêm về cái sự mà nghiên cứu của quý vị về giáo lý Đức Thầy. Thì trước khi dứt lời đó, thì Đệ Dũng cũng xin chân thành là cảm ơn Đệ Dũng đây, cũng trùng tên với Đệ Dũng đây, thì hai huynh đệ, thì đệ đại diện cho nhà Mạnh Thường Quân đến đây để mà trợ giúp về vấn đề vật chất cho bà con đồng đạo để mà ăn sống trong cái thời kỳ khó khăn như hiện nay. Và kế đó cũng là trao đổi qua là đạo đức, đôi điều về giáo lý của Đức Thầy, để coi Thầy dạy mình như thế nào đó, rồi cái sự mà sâu màu nhiễm ra sao. Thì cái sự hiểu biết của là Đệ Dũng đây thì nó còn rất là cạn cợt, hạn hẹp lắm. Thì để chứng minh vào cái chỗ giáo lý Đức Thầy thôi đó. Thì tám cái thứ nạn này
thì Đức Thầy đã lộ cho mình biết, đó là cái câu thứ nhì đó, là giảng giải giấy đầy đó quý vị, rõ việc thiên cơ. Thầy nói giấy đầy là nói nhiều, nói hết trơn những cái sự mà khổ khó giờ hiện giờ đó, là thời tiết khí hậu rồi đó, là mình cũng khổ rồi đó. Nhưng mà nó gồm chung là có 8 cái nạn lớn đó quý vị, sau này nhân loại chúng sanh sẽ gánh chịu nếu mà mình không tu nha quý vị. Không tu chừng khổ cũng ưng à, nhưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Tại vì mình tu á, là Đức Thầy cho biết là người tu như thể bá tòng mà, ai ai cũng quý, là cũng trông cũng nhìn. Như vậy thì đó là trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật thì sửa mình cho trơn. Đó thì những cái lời dạy Đức Thầy thì mình nương theo đây để mình tu hành, đó là cái đường lối, cái đường hướng đúng đắn mà Đức Thầy cho biết là nương theo đuốc huệ đó, tầm chân lý đó, lóng tiếng từ bi để diệt dục lòng. Nghe lời thầy dạy, tiếng từ bi đây là tiếng của ông Phật, là thầy đó dạy mình để mình nghe theo đó, để mình thực hành theo, để tránh những cái sự mà tai khổ sau này là nhân loại chúng sanh sẽ là gánh lấy là những cái sự mà khổ khó đó. Thì thôi vừa qua Đại Dũng cũng là có đôi lời đạo đức nhắc lại lời dạy của Đức Thầy để mà trao đổi cùng với quý vị đồng đạo xa gần. Thì cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta được nhiều sức khỏe để hàng ngày gặt hái được nhiều công đức. Và xin chúc cho tất cả các nhà mạnh thường quân và dưới Đệ Dũng đây được có nhiều sức khỏe để hàng ngày để mà làm công tác từ thiện xã hội để giúp ích cho đời đó. Và sau cùng là chúc cho tất cả huynh đệ đồng đạo chúng ta thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày diễn kiến Đức Phật Đức Thầy khi trở gót. Đệ Dũng lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Kim Sơn Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ, cảm ơn Huynh Dũng đã chia sẻ qua đề tài hai câu tu kiếp kiếp